Quý vị và các bạn, là tuyến đường về trung tâm xã Hồ Đắc Kiện, những năm qua, huyện lộ 92 đã phục vụ đắc lực việc đi lại, vận chuyển giao thương hàng hóa của bà con ở địa bàn vùng sâu của xã. Tuy nhiên, trong điều kiện phát triển hiện nay, nhu cầu lưu thông ngày một tăng cao. Vì vậy, tuyến đường đang được huyện tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng, tạo bước đột phá mới cho quê hương anh hùng trong tương lai. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Sóc Trăng tại xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành. Gần 10 năm qua, tuyến đường trung tâm xã được hình thành đã phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội nói chung của xã Hồ Đắc Kiện. Từ một xã vùng sâu còn nhiều khó khăn trong đi lại, phải lụy sông lụy đò. Thế nhưng, có tuyến đường đan kênh gòn chùa mới, rồi đến tuyến đường nhựa trung tâm được xây dựng đã mở ra nhiều cơ hội, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của địa phương. Từ xã nông thôn khó khăn, Hồ Đắc Kiện nay đã là xã đầu tiên của huyện Châu Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để tiếp tục giúp địa phương phát huy nguồn lực tiềm năng và lợi thế, huyện đã tiếp tục đầu tư mở rộng tuyến đường trung tâm xã với thiết kế mặt đường từ 3,5 m lên 5,5 m, lề mỗi bên thêm 1 m, qua đó đáp ứng nhu cầu đi lại của những địa bàn vùng trong, nhất là thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông nghiệp được xem là thế mạnh của địa phương. Kinh tế nó bây giờ nó rộng hơn hồi xưa dữ lắm, bây giờ lúa thấp thì mình lên lộ cái xe nó chuyển đi được rồi, nó dễ hơn hồi xưa phải chờ ghe đồ lại. Tuyến đường đang mở rộng, mà nếu mà có được vậy thì xe tải rồi nó vô, bà con vận chuyển hàng hóa đi nó rất dễ. Theo kế hoạch, công trình có thời gian thực hiện là 11 tháng, trong đó phần đường sẽ được triển khai xây dựng trước, sau đó sẽ đến hạng mục mở rộng 5 cầu trên toàn tuyến. Hiện 100% mặt bằng đã được bàn giao. Trong đó địa phương cũng đã thông tin rộng rãi đến người dân trên địa bàn để có thể chủ động trong việc đi lại, nhất là có phương án phát quan hai tuyến đường phụ để bà con không bị gián đoạn việc đi lại, lưu thông trong quá trình triển khai thi công cầu. Khi mà tuyến đường này đầu tư nâng cấp mở rộng, thì nó tạo cho bà con lưu thông, rồi giao thương, mua bán. Cái thời gian thi công là đầu tháng 8 năm 2023, thì dự kiến là sẽ thực hiện cái phần đường trước, rồi phần lề trước, rồi sau khi mà thực hiện phần đường phần lề xong, thì sẽ tiến hành thi công 5 cái cầu đó. Trong cái quá trình thi công 5 cái cầu thì tuyến đường sẽ không lưu thông. Thì hiện nay xã cũng đã phối hợp với chỗ ban lý dự án huyện tổ chức là phát quan hai cái tuyến đường phụ để khi mà tuyến đường ngưng thi công thì tổ chức cho bà con mình lưu thông trên tuyến đường kinh Sáu Lái và tuyến đường kinh Gòn Chùa Mới cũ để mà lưu thông trên tuyến đó. Với thế mạnh về nông nghiệp, chủ lực là cây lúa, cây ăn trái, những năm qua bà con vùng trong của xã đã giảm được nhiều chi phí vận chuyển khi có tuyến đường về trung tâm xã, nhất là lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng từng bước được hình thành. Vì vậy, tuyến đường khi được tiếp tục đầu tư mở rộng đã nhận được sự đồng tình phấn khởi trong bà con nhân dân. Bởi rồi đây, không chỉ việc đi lại học hành của con em thêm thuận tiện, mà những cánh đồng lúa, vườn cây ăn trái hay dịch vụ kinh doanh mua bán cũng sẽ từng bước phát triển, tạo bước đột phá mới cho xã nông thôn mới nâng cao đang ngày một phát triển. Làm con lộ này thì bà con rất phấn khởi. Vì vậy nếu mà đường lộ nó mở rộng ra thêm thì tình hình phát triển kinh tế của bà con tăng lên cao thêm. Đường xá thông thương mở rộng sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để Hồ Đắc Kiện bứt phá và phát huy mọi tiềm năng lợi thế về kinh tế xã hội, xứng đáng với truyền thống của quê hương anh hùng, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Châu Thành hiện nay.